2 AC 2 AC 2班 2 AC Vâng, chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay thì các cầu thủ đang liên tiếp được cầm Pamiran và cầm AC. Và trận thi đấu này hai pan. Vâng, hai pan. Chim sẻ nắng cầm pan. Chip boy cầm pan. Trận thi đấu này bên phía đội bạn là 2 AC. Đấy, như vậy là tôi nghĩ rằng chắc là bên lớp sẽ là người đánh chém đâm y các kiểu. Nếu như rằng co thì có lẽ phải có một Pyramid chuyển cung Nga. Nhưng nếu muốn rằng co được thì phải chém tốt ở trong giây phút đầu tiên tạo lợi thế. Một bầy hươu 5 con. Chim sẻ nắng đã cho nó về với nhà chính nhà mình rồi. Vâng, quả phụ 5 cây. Lượn một vòng 2 voi nữa thì tươi. Nhưng có rừng chưa? Cần phải triển khai công tác tìm rừng. Lại là rừng dừa. Hơi tủ tội dành cho game thủ chim sẻ nắng trong trận đấu này. Thêm một voi dò lên con voi nữa. Nhiều khả năng là có một đôi. Vâng. Mát máy. Rất mát. Vâng, dò thêm nữa thì có cả con hươu. Có được một đôi voi đây rồi. Cá tươi. Màn hình máy game thủ chip boy. Bầy hiêu đầu 5 con, 6 con. Nhưng mới lùa về được 5 thôi. Quả phụ đâu? Đây rồi. Vâng, ba quả phụ đây rồi. Vâng, ba quả phụ đây. Ông quả chính thì dường như là cũng 7 cây. Cắt dân quả chính ra để ăn quả phụ luôn. Có ai là người đánh tầm 19 dân không? Hay là ai cũng 18 dân? Màn hình máy game thủ chip boy. Như vậy là chip boy gần với nhà màu 4 của game thủ bên lớp. Rất gần. Và như vậy thì chim sẻ cạnh nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Chim sẻ gần nhà bên lớp. Gần thì cần phải soi tham. Để xem ai đánh chém và ai đánh cung. Đến với màn hình máy chip boy bây giờ anh đang rảnh tay. Anh có soi tham không? 2-3 dân hết. 2 AC đánh rất chắc bài. Vâng. Không có nhà nào đánh cung. Nhưng đây đều là những bài pan mà lực khỏe. Tôi nghĩ rằng nếu như đánh chém mà cùng đi với lại Pyran như này thì 2 AC có lẽ là cửa dưới hơn một tí. BM và BL. Cắt dân ăn quả phụ về thôi. Cắt dân ăn quả phụ sát mép bản đồ về thôi. Về vẽ ruộng hay là vẽ ruộng luôn ở cái BG đấy. Vẽ ruộng quanh đây thì hơi vất vả. Nhưng phải cắt tầm 4 thằng về ăn gỗ. Màn hình máy game thủ chim sẻ đi nắng. Còn một con hươu nữa để lấy lực đây rồi.
Ngựa giò bắt đầu đẩy đi. Nhà chim sẻ nắng cạnh nhà Hoàng Mai Nhi. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy. 18/12. Chim sẻ nắng là người điểm số cao nhất bản đồ. Vâng, giá như một khoanh ruộng ở góc này ấm thì lại rất tươi. Chim sẻ cũng đã, Chip Boy cũng đã bắt đầu chạy ngựa giò. Chim sẻ anh đã thấy được nhà màu 8. Màu 8 đánh chém. Ngựa giò của game thủ chim sẻ có đầy đủ công giáp hay không? Tôi nghĩ là cũng đầy đủ thôi. Quá đầy đủ luôn. Một bài lực khỏe mà. Nhà của AC đã bắt đầu đóng PP. Bây giờ thì AC còn dân ăn hoang ở ngoài. Vâng, lạc đà của game thủ chim sẻ nắng đang gặp được đống dân ăn hoang. Và làm xong đống dân ăn hoang này thì nhà AC sẽ là rất yếu. Và cần có một nhà chủ động, chim sẻ nâng bánh xe rồi thì có lẽ là anh cần phải để đóng A. Để có thể đi bắn phù. Màn hình máy Chip Boy. Anh vẫn đang thủ được khoanh ruộng ấm. Màn hình máy game thủ chim sẻ. Sẻ ơi, đừng vào đánh trên thằng 8 bản điên ơi, nó có mù ấy. Vâng, cả hai nhà đều đóng P. Hai con ấy. Chắc chắn là có mù. Chim sẻ đã bắt đầu đóng A rồi. Đóng A rồi thì như vậy thì giật lạc đà về chém chết nhà màu 8 còn hay hơn. Vâng, nhà màu 8. Nhà màu 8 bây giờ yếu khi mà đã mất bãi quả phụ rồi. Đồ ăn hoang là không còn. Hai người đi và có cung R đâu. Màn hình máy game thủ Chip Boy. Con cung R của nó lên em ạ. Chip Boy ạ. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ đi nắng. Có cung R rồi. Sang đi cùng với lạc đà. Bắn vào bãi vàng cũng như là bãi gỗ. Có phù thủy đứng trong bãi gỗ này đấy. Vâng, vào cung R vào làm việc trước. Cung R vào làm thủ tục. Vâng, đưa phong bì cưới cho đã. Xong bắt đầu là với ngồi vào bàn để ăn. Hay lắm. Mạt máy. Đây, quay lại. Vâng, chị ơi, chuẩn bị quay thôi, hai đầu. Quay hai đầu dã liên tục. Hay quá. Vâng, vẩy e không? Không vẩy kịp e. Phù thủy phù khá đỏ. Vâng, úm cái được luôn. Rất tốt. Vâng, mỏ vàng của game thủ Hoàng Mai Nhi đang bị cung R công vào. Hay rồi, bây giờ Chip Boy xóa chém đi. Quay lạc đà tất tay lại để có thể bắt tên dân này của game thủ Hoàng Mai Nhi không. Đây là màn hình máy game thủ Chip Boy. Timeline vẫn đang nở to. Vâng, đóng A thì đóng đi. Đúng rồi, xong rồi sóc cung T ra cũng được. Nếu có tiền thì sóc cung R. Vâng, đại gia thì sóc hẳn cung R. Còn không thì cứ làm con cung T thôi. Nó cũng là mát máy rồi. Rồi chạy đi. Với tụ với lạc đà đợi chim đi cung R ra. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng. Chim sẻ nắng cần tụ được tầm 5-6 con cung R để có thể đi bắn hết phù thủy trong nhà của game thủ bên lớp. Và sau đấy là lạc đà sẽ ô vào. Timeline đang là 22/32. Hoàng Mai Nhi đang ăn hoang rồi. Đã thấy dân ăn hoang đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ thì lạc đà của hai game thủ đã đông chưa? Tụ vào một tơn và cùng ốp. Đây là Chip Boy. Timeline đang 26/44. Nhà của game thủ bên lớp vẫn đang còn. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng đang có khá nhiều vàng. Vàng gần mỏ ruộng ấy. Vâng, đang có rất nhiều phù thủy. Nhưng lạc đà đang đứng ngoài bảo kê phù thủy là rất tốt. Vâng, màn hình máy ở game thủ Chip Boy.
Bây giờ thì chim vào đi, chim vào đi. Vào luôn đi chim. Vào luôn trên con dốc ấy đi. Ốp luôn. Vâng, ốp luôn tên này, nhiều khả năng là vẫn được. Không sao cả. Màn hình máy ở game thủ của chị Boy. Chị Boy bây giờ còn lạc đà bên trong hay không? Chim. 17/32. Bên phía đội bạn tham cũng không to. Cũng chỉ tầm 25 thôi. AC tầm tham 25 thôi. Vẫn có thể lọt vào ruộng trong tơn này. Và chim sẻ nắng vẫn đang ăn được khá nhiều dân của game thủ AC. Chip Boy. Anh vẫn đang lượn vượn được ở trong khu vực nhà của AC do game thủ bên lớp cầm. Bên lớp đang đánh một trận khá mẫu mực. Vẫn đang khá bế tắc trong những phương án triển khai tấn công. Bây giờ thì có lẽ là cần phải quản chặt được nhà AC màu 8. Nhưng các game thủ bên phía team GameTV, chim sẻ cũng như là game thủ Chip Boy, anh đã không còn lực để có thể đua phát triển cùng với đối phương rồi. Bây giờ nhà AC màu 4 đang khá khỏe. Tam lai tầm 3 xịch. Đây là Chip Boy. Anh vẫn đang bị quấy rối một cách quá gắt bởi lạc đà AC cũng như là những con cung R AC. Vâng, mà có lẽ là chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết các game thủ bên phía team GameTV rồi. Một trận thi đấu mà game thủ Venlove thi đấu rất tốt. Một trận thi đấu mà game thủ Venlove thi đấu quá hay. Và hơn thế nữa là anh có được một cái hốc rất đẹp. Một cái hốc mà có những con dốc huyền ảo để khiến cho những con lạc đà của Chip Boy cũng như là những con cung R, những con lạc đà của game thủ chim sẻ đi nắng không khó lòng mà có thể vào được trong cái hốc đấy của game thủ Venlove. Và thật sự là bất lợi dành cho chim sẻ cũng như Venlove với một bài mà nhà anh đều không có hốc và không có rừng. AC lên đời là rất sớm đi từ Venlove. Hoàng Mai Nhi cũng thế. Và có lẽ chúng ta cùng chờ đợi đến trận thi đấu chung kết của chim sẻ nắng cũng như là Chip Boy thôi.